Xin kính chào quý vị và các bạn. Gần đây ban biên tập nhận được một số câu hỏi về phòng chống tham nhũng khu vực ngoài nhà nước. Có một câu rất cụ thể như sau: công ty của tôi đã tiến hành IPO nhưng chưa phải là công ty niêm yết. Chúng tôi có cần phải thực hiện các quy định áp dụng luật phòng chống tham nhũng với doanh nghiệp ngoài nhà nước tại điều 80 không? Những câu hỏi trên thì cho thấy là đã có nhiều hơn những sự quan tâm của xã hội đối với phòng chống tham nhũng khu vực ngoài nhà nước. Thay vì như trước đây là trong quan niệm và định kiến của nhiều người thì phòng chống tham nhũng chỉ cần tập trung thực hiện trong khu vực công mà thôi. Trước khi trả lời trực tiếp vào các câu hỏi, chúng tôi sẽ dành một ít phút để phân tích các quy định của pháp luật liên quan đến trách nhiệm của công ty đại chúng trong công tác phòng chống tham nhũng. Kính thưa quý vị, Luật phòng chống tham nhũng năm 2018 là văn bản đầu tiên của Việt Nam ghi nhận và đưa khái niệm khu vực ngoài nhà nước vào các quy định thực định kể từ khi mà chúng ta trở thành thành viên chính thức của Công ước Liên Hợp Quốc về chống tham nhũng. Trong khuôn khổ video ngắn như thế này, thì chúng tôi sẽ tập trung vào hai nội dung chính khái quát nhất thôi. Một là những cái quy định áp dụng bắt buộc đối với công ty đại chúng để phòng chống tham nhũng. Hai là những quy định phòng chống tham nhũng khác đối với cái loại hình công ty này. Trước hết thì có lẽ là chúng ta nên khái quát một chút về công ty đại chúng. Bởi vì cái câu hỏi ban đầu của chúng ta ấy, chắc chắn nó xuất phát từ cái thắc mắc của mọi người về công ty đại chúng. Công ty đại chúng là gì? Đúng không ạ? Vì chỉ khi mà xác định được một công ty có phải là công ty đại chúng hay không thì mới xác định được những cái quy định áp dụng bắt buộc đối với công ty đó. Luật phòng chống tham nhũng của chúng ta thì không có quy định về công ty đại chúng. Chúng ta có thể dẫn chiếu quy định của luật chứng khoán. Theo đó thì công ty đại chúng là công ty cổ phần thuộc một trong ba loại hình. Thứ nhất là có vốn điều lệ đã góp từ 10 tỷ trở lên. Cổ phiếu được ít nhất 100 nhà đầu tư sở hữu, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Thứ hai là công ty có cổ phiếu được niêm yết. Và thứ ba là công ty đã chào bán cổ phiếu ra công chúng. Công ty đại chúng thì như chúng ta đã thấy ba cái loại hình công ty này, đúng không ạ? Thì nó có đặc điểm là nó huy động vốn của nhiều người và đa phần những người mà sở hữu cổ phần, cổ phiếu thì không tham gia trực tiếp điều hành công ty, chỉ có số ít thôi. Cho nên là cái nguy cơ mà xảy ra hành vi vụ lợi bất chính, hành vi tham nhũng là cao hơn so với những cái doanh nghiệp tư nhân, những công ty hợp danh, những công ty trách nhiệm hữu hạn mà có ít thành viên. Đối với trường hợp của câu hỏi là công ty đã tiến hành IPO nhưng chưa phải là công ty niêm yết thì có phải công ty đại chúng hay không? Ở đây chúng ta thấy là IPO là tên viết tắt của Initial Public Offering, nghĩa là chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng. Chúng ta cũng biết là công ty niêm yết thì chắc chắn là công ty IPO, đúng không ạ? Nhưng mà một công ty đã IPO thì chưa chắc sẽ đủ điều kiện để trở thành một công ty niêm yết, bởi vì nó còn phải trải qua những cái thủ tục khác nữa. Tuy nhiên thì ở đây thì chúng ta sẽ không bàn thêm về quá trình này, mà chỉ khẳng định rằng là công ty đã IPO nhưng chưa phải là công ty niêm yết thì vẫn thuộc một trong ba cái loại hình kể trên, là loại hình thứ ba, và công ty IPO thì là một công ty đại chúng. Ở đây chúng ta cũng sẽ khẳng định thêm một vấn đề nữa là công ty đại chúng thì chắc chắn là công ty cổ phần thuộc ba cái loại hình mà tôi đã liệt kê ở bên trên, nhưng mà không phải công ty cổ phần nào có những cái hoạt động như là huy động vốn của trên 100 nhà đầu tư, hay là chào bán cổ phiếu ra công chúng, hay là niêm yết trên sàn thì cũng là công ty đại chúng đâu. Bởi vì nếu vốn điều lệ của công ty mà do nhà nước nắm giữ trên 50% thì đây là loại hình doanh nghiệp nhà nước. Lúc này thì các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng áp dụng cho các doanh nghiệp đó sẽ là các cái quy định đối với khu vực nhà nước chứ không phải khu vực ngoài nhà nước. Và chúng ta cũng biết rằng là các quy định đối với khu vực nhà nước về phòng chống tham nhũng thì bao giờ cũng khắt khe và chặt chẽ hơn nhiều. Ví dụ như là nó phải tổng cộng, bao gồm tổng cộng 6 biện pháp phòng ngừa này, 3 biện pháp phát hiện. Và cái việc xử lý thì xử lý cả người có hành vi tham nhũng và tài sản tham nhũng. Đối với khu vực ngoài nhà nước thì sẽ chỉ áp dụng một số các biện pháp thôi. Đó là những cái quy định mà tôi sẽ đề cập tới trong cái nội dung đầu tiên của chúng ta. Những quy định áp dụng bắt buộc đối với công ty đại chúng để phòng chống tham nhũng. Nội dung này thì được quy định tại mục 2 của chương 6 luật phòng chống tham nhũng. Có cái tiêu đề là phòng chống tham nhũng trong doanh nghiệp tổ chức khu vực ngoài nhà nước. Nó gồm 3 nhóm quy định áp dụng bắt buộc đối với công ty đại chúng. Một là thực hiện quy định về công khai minh bạch. Theo đó thì người đứng đầu công ty đại chúng có trách nhiệm tổ chức thực hiện công khai minh bạch về tổ chức hoạt động của công ty, trừ trường hợp những cái nội dung đó thuộc bí mật nhà nước, bí mật kinh doanh, và phải công khai một cách rõ ràng, chính xác, đầy đủ, kịp thời. Các nội dung phải công khai bao gồm
Đầu tiên là cái việc thực hiện chính sách pháp luật có nội dung liên quan đến quyền lợi ích hợp pháp của người lao động, công tác tổ chức nhân sự. Bên cạnh đó thì còn các quy định mà pháp luật chuyên ngành có đề cập, ví dụ như là pháp luật về chứng khoán, pháp luật về kinh doanh bất động sản, pháp luật về kinh doanh bảo hiểm chẳng hạn. Về hình thức công khai minh bạch thì các công ty đại chúng có thể lựa chọn một hoặc một số hình thức được quy định tại Điều 11 của Luật Phòng chống tham nhũng, đó là niêm yết tại trụ sở công ty hay là thông báo bằng văn bản đến cơ quan tổ chức đơn vị cá nhân có liên quan, hoặc phát hành ấn phẩm thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng. Và có một cái hình thức mà các công ty đại chúng cũng có thể áp dụng, nó dễ dàng áp dụng, đó là đăng tải trên cổng thông tin trang thông tin điện tử tổ chức họp báo. Bên cạnh đó thì có thể lựa chọn thêm một số những cái hình thức như là công bố trong cuộc họp công ty này, hoặc là cung cấp thông tin theo yêu cầu. Quy định bắt buộc thứ hai đó là kiểm soát xung đột lợi ích. Xung đột lợi ích là cái tình huống mà trong đó lợi ích của người có chức vụ quyền hạn hoặc là người thân thích của họ tác động hoặc là sẽ tác động không đúng đến việc thực hiện nhiệm vụ công vụ. Thì đối với những người lao động trong công ty đại chúng và những người sở hữu vốn trong công ty đại chúng, khi mà được giao thực hiện nhiệm vụ công vụ, nếu biết hoặc là bắt buộc phải biết cái nhiệm vụ của mình được giao có xung đột lợi ích thì phải báo cáo ngay với cái người quản lý của mình để xem xét và xử lý. Các cá nhân trong công ty đại chúng khi mà phát hiện có xung đột lợi ích thì phải thông tin báo cáo ngay cho cái người trực tiếp quản lý sử dụng người mà có xung đột lợi ích để xem xét và xử lý. Thế còn đối với người mà trực tiếp quản lý sử dụng người có xung đột lợi ích, nếu trong trường hợp mà cảm thấy cái việc tiếp tục thực hiện cái nhiệm vụ đó làm mà không đảm bảo được cái tính đúng đắn, tính khách quan thì phải xem xét áp dụng trong các cái biện pháp. Ở mức nhẹ thì sẽ là giám sát việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Ở mức nặng hơn thì có thể là sẽ phải đình chỉ, tạm đình chỉ cái nhiệm vụ đang thực hiện. Và nặng hơn nữa thì phải tạm thời chuyển người có xung đột lợi ích sang một cái vị trí công tác khác. Quy định bắt buộc thứ ba đó là thực hiện trách nhiệm và xử lý trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu. Thì đầu tiên là chúng ta sẽ quan tâm đến người đứng đầu trong công ty đại chúng là ai, đúng không ạ? Thì theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp thì người đứng đầu là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, có thể là chủ tịch hội đồng quản trị công ty này, hoặc là tổng giám đốc, hoặc là cả hai người này. Người đứng đầu trong công ty đại chúng thì phải chịu trách nhiệm trực tiếp khi để xảy ra những cái hành vi tham nhũng do mình trực tiếp quản lý và giao nhiệm vụ cho cái người có hành vi tham nhũng. Trong trường hợp mà người đứng đầu trực tiếp quản lý, không trực tiếp quản lý thì cấp phó phụ trách cái lĩnh vực mà có thực hiện cái việc là giao nhiệm vụ sẽ phải chịu trách nhiệm trực tiếp khi để xảy ra tham nhũng trong cái lĩnh vực mà mình phụ trách, bộ phận mà mình phụ trách. Và trong trường hợp này thì người đứng đầu công ty đại chúng cũng phải chịu trách nhiệm liên đới. Tuy nhiên, trong trường hợp mà họ không thể biết hoặc là đã áp dụng các biện pháp cần thiết để phòng ngừa, ngăn chặn hành vi tham nhũng thì sẽ được xem xét loại trừ trách nhiệm. Hoặc trong trường hợp mà họ đã áp dụng các biện pháp cần thiết để ngăn chặn khắc phục hậu quả của hành vi tham nhũng, hoặc đã chủ động kịp thời phát hiện, báo cáo, xử lý tham nhũng theo quy định của pháp luật thì họ sẽ được xem xét miễn hoặc là giảm trách nhiệm đối với hành vi tham nhũng. Đồng thời thì người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu có thể sẽ bị xem xét tăng trách nhiệm trong trường hợp mà phát hiện ra hành vi tham nhũng mà không áp dụng các biện pháp cần thiết để ngăn chặn, khắc phục hậu quả của hành vi tham nhũng và không kịp thời báo cáo, xử lý hành vi tham nhũng đó. Như vậy là tôi đã vừa nêu ra ba cái quy định áp dụng bắt buộc đối với công ty đại chúng trong phòng chống tham nhũng. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang nội dung tiếp theo. Thưa quý vị, bên cạnh những quy định bắt buộc để phòng chống tham nhũng thì sẽ có những cái quy định khác mang tính tùy nghi. Ở đây thì có hai việc mà chúng tôi muốn đề cập tới. Một là các công ty đại chúng được pháp luật khuyến khích thực hiện các biện pháp xây dựng văn hóa kinh doanh lành mạnh thông qua việc xây dựng và thực hiện các quy tắc đạo đức nghề nghiệp này, quy tắc đạo đức kinh doanh, các quy tắc ứng xử và cơ chế kiểm soát nội bộ được thực hiện theo quy định tại Điều 78, 79 của Luật Phòng chống tham nhũng hiện hành. Thứ hai là công ty đại chúng có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan thanh tra trong hoạt động thanh tra. Ở đây cụ thể là thanh tra trách nhiệm về phòng chống tham nhũng đối với doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước. Bởi lẽ Luật Phòng chống tham nhũng và Nghị định 59 năm 2019 đã đề cập tới thẩm quyền của thanh tra chính phủ, thanh tra bộ,
thanh tra tỉnh trong việc tiến hành thanh tra đối với doanh nghiệp, tổ chức, khu vực ngoài nhà nước khi có căn cứ cho rằng có dấu hiệu thực hiện không đúng các cái quy định về thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, bao gồm như là không ban hành các quy định này, hoặc là ban hành nhưng mà không thực hiện, hoặc thực hiện không đúng, không đầy đủ các biện pháp theo quy định, có thực hiện nhưng mà không có việc kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định đó. Hoặc trong trường hợp có phản ánh tố cáo về hành vi vi phạm trong việc thực hiện các quy định pháp luật về phòng chống tham nhũng, thì lúc này các cơ quan có thẩm quyền cũng sẽ tiến hành thanh tra trách nhiệm. Từ những phân tích trên, chúng ta có thể thấy là pháp luật về phòng chống tham nhũng thì đã có những quy định về phòng chống tham nhũng khu vực ngoài nhà nước. Và những quy định này thì mới chỉ ở mức độ thấp thôi. Xuất phát từ thực tiễn là chúng ta cần phải có lộ trình thích hợp để doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước thay đổi nhận thức, từ đó dẫn tới thay đổi hành vi, thay đổi thái độ. Chưa thể bước đầu mà chúng ta đã áp dụng những cái quy định chặt chẽ như là phòng chống tham nhũng khu vực nhà nước. Tuy nhiên, các quy định này thì cũng đã bắt đầu đặt ra những yêu cầu đối với các doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước nói chung, công ty đại chúng nói riêng, không thể thờ ơ trước cái trách nhiệm, nghĩa vụ của mình trong công tác phòng chống tham nhũng. Bởi nếu mà không thực hiện, không tuân thủ, không chấp hành thì sẽ phải đối mặt với các chế tài của pháp luật. Kính thưa quý vị và các bạn, trên đây mới chỉ là một nội dung nhỏ trong phòng chống tham nhũng khu vực ngoài nhà nước. Nếu có bất kỳ câu hỏi nào về phòng chống tham nhũng nói chung, kính mong quý vị tiếp tục gửi về trường cán bộ thanh tra. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị đối với kênh ITC Channel. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.